Xin chào mọi người, bữa nay Thảo mời mọi người ăn mì tôm nấu với lại rau muống nha. Có cà chua nữa. Nấu trong chảo vậy nè, cho nó nóng. Vừa ăn vừa thổi mới đã mọi người. Rau muống bào nha. Khói nghi ngút luôn. Tôm họ chấm với lại muối tôm nha. Muối tôm chanh. Cay cay, chua chua. Tôm mới hậu lọc sẵn lên cho dễ ăn. Cái này họ nấu có một gói mì thôi đó, một chảo. Wow.
Con ho là mẹ bị la. Ngồi ăn mà con ho là thế nào cũng bị la. Quá đã. Rồi, video học kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.